khai thác thói quen zombie để hỗ trợ bản thân. Hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết vào việc khai thác thói quen zombie để giúp bạn tránh sự trì hoãn, đồng thời giảm việc sử dụng sức mạnh ý chí. Bí quyết để vượt qua một thói quen là tìm cách thay đổi phản ứng của bạn trước một tín hiệu. Thời điểm duy nhất bạn cần áp dụng sức mạnh ý chí chính là lúc này. Để hiểu được điều này, hãy xem lại 4 thành phần của thói quen và chúng ta phân tích chúng từ góc độ của sự trì hoãn. Đầu tiên là tín hiệu. Hãy tìm ra điều gì sẽ đưa bạn vào chế độ zombie của mình. Tín hiệu thường rơi vào một trong 4 loại sau: địa điểm, thời gian, cảm giác của bạn và phản ứng với người khác hoặc với điều gì đó vừa xảy ra. Vấn đề với sự trì hoãn chính là bởi vì một thói quen tự động nên bạn thường không nhận ra rằng mình đã bắt đầu trì hoãn. Thứ hai là thói quen. Chìa khóa để xây dựng thói quen là phải có kế hoạch. Kế hoạch của bạn có thể không hoàn hảo lúc đầu nhưng hãy cứ kiên trì và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. Đừng cố gắng thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Thứ ba là phần thưởng. Đó có thể là cảm giác tự hào vì đã hoàn thành được điều gì đó dù là nhỏ nhặt, hoặc cho phép bản thân thưởng thức một ly cà phê latte hay đọc một trang web yêu thích. Chỉ khi bộ não của bạn bắt đầu mong đợi phần thưởng thì quá trình thiết lập những thói quen mới được thực hiện. Thứ tư là niềm tin. Phần quan trọng nhất trong việc thay đổi thói quen trì hoãn của bạn là tin rằng bạn có thể làm được điều đó. Khi công việc trở nên căng thẳng, bạn sẽ muốn quay lại những thói quen cũ thoải mái hơn, nhưng niềm tin là thứ giúp bạn vượt qua khó khăn. Một cách để củng cố niềm tin là xây dựng một cộng đồng, những người có chung chí hướng.